nằm ở duyên hải Nam Trung Bộ. Gây sốt từ sau bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh của Victor Vũ. Biển cả xinh đẹp, bao la và rộng lớn. Những cánh đồng cỏ xanh mơn mờn. Những gành đá tuyệt tác được thiên nhiên ban tặng. Phú Yên là điểm du lịch độc đáo mà du khách không thể bỏ lỡ trong sổ tay du lịch của mình. Vẻ đẹp của mảnh đất này ngoài đời thực còn kỳ vĩ, lung linh hơn tưởng tượng. Mùa xuân này, nếu bạn lựa chọn Phú Yên là điểm dừng chân, thì hãy cùng Vietnam Travelog khám phá những danh lam thắng cảnh và nét văn hóa độc đáo của đất và người xứ hoa vàng trên cỏ xanh nhé! Bãi xếp. Nếu ai đã từng xem bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh và ngưỡng mộ nét đẹp thiên nhiên, thì bãi xếp phim trường của bộ phim là điểm đến đáng được mong đợi đầu tiên khi đến với Phú Yên. Ngay khi vừa đặt chân đến đây, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên và trầm trồ tán dương trước vẻ đẹp thiên nhiên sông núi tuyệt vời. Vì còn chưa được khám phá nhiều nên bãi xếp vẫn còn giữ được nét hoang sơ vốn có. Đường bờ biển trải dài lộng gió, cùng với bãi cát trắng vàng như màu nắng, hòa cùng giai điệu của sóng. Bức tranh thiên nhiên hoang sơ này sẽ khiến mọi cung bậc cảm xúc trong bạn như vỡ òa. Du khách sẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trong cái sự vô tận mà tạo hóa đã ban tặng riêng cho vùng đất Phú Yên này. Thời điểm vi vu đến bãi xếp lý tưởng nhất là từ tháng 2 đến tháng 8 hàng năm. Còn chờ đợi gì nữa, mùa xuân này chính là thời điểm tuyệt vời để bạn đến với bãi xếp đấy. Hãy cùng đến và tận hưởng ngay nhé! Gành đá đĩa. Nếu bãi xếp nổi danh từ sau cơn sốt phim, thì gành đá đĩa của Phú Yên lại là tuyệt tác có 102 mà nhiếp ảnh gia không thể bỏ qua. Đến đây bạn sẽ thỏa sức chiêm ngưỡng hàng chục nghìn cột đá hình lục giác, tròn, vuông cứ xếp liền kề nhau một cách tự nhiên kéo ra ngoài mép biển. Các viên đá phủ lên mình sắc đen huyền ảo đã khiến cho du khách được chiêm ngưỡng một tổ ong khổng lồ đầy hút mắt. Đến với gành đá đĩa tại Phú Yên, khung cảnh hùng vĩ của biển cả, của những khối đá độc lạ sẽ thỏa mãn con mắt hiếu kỳ và tâm hồn yêu thiên nhiên của du khách. Đứng trước tuyệt tác của thiên nhiên, các bạn sẽ không thể cưỡng lại mà rút chiếc máy ảnh, điện thoại của mình để chụp, ghi lại những hình ảnh đẹp về cảnh quan nơi đây và dấu ấn của mình ở gành đá đĩa Phú Yên. Đầm Ô Loan. Khung cảnh trên đầm Ô Loan dễ dàng thu hút góc nhìn nghệ thuật của những nhiếp ảnh gia. Đây chính là điểm đến mà giới nghệ sĩ si mê và thỏa sức sáng tác bằng chiếc máy ảnh của mình. Nằm trên quốc lộ 1A cách thành phố Tuy Hòa khoảng 22 km về phía Bắc, Ô Loan có diện tích 1.570 km, nổi danh là một đầm nước lợ nằm sát cửa biển với vẻ đẹp bình dị, mộc mạc và yên bình. Đến đầm Ô Loan, bạn không chỉ được chiêm ngưỡng một đầm nước rộng lớn mà còn hòa vào đời sống người dân trải nơi đây. Khung cảnh nên thơ, trữ tình, hấp hồn du khách. Ngoài ra, ẩm thực đầm Ô Loan cũng ngon một cách khác biệt. Nếu bạn và gia đình có chuyến du lịch Phú Yên trong mùa xuân này, hãy thêm đầm Ô Loan là điểm đến du lịch của mình nhé! Tháp Nhạn gắn liền với câu chuyện cổ về một nàng thiên nữ, Thiên A Ina, hạ phàm và có công dạy người dân mưu sinh bằng cấy cày dệt vải. Tháp Nhạn là nơi thờ phụng, ghi nhớ công ơn của nàng. Và nơi đây cũng là nơi mà những chú chim nhạn tìm về làm tổ. Cái tên Tháp Nhạn cũng từ đó mà thành. Với sự kết hợp hài hòa giữa vật liệu xây dựng cùng với những đường nét kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc trăm và xưa đã tạo cho tháp một dáng vẻ thanh thoát và tuyệt mỹ. Đến với Tháp Nhạn, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hết những vẻ đẹp kiến trúc trăm cổ kính, cũng như được tìm hiểu rõ hơn về một nền văn hóa còn ẩn chứa nhiều bí ẩn trong hành trình lịch sử dân tộc.
Đặc biệt, vào các dịp lễ Tết lớn hàng năm, tại Tháp Nhạn được chọn để tổ chức những hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí. Nào, đừng chờ đợi nữa, hãy xách ba lô lên và tới đây để có thêm nhiều trải nghiệm ở Tháp Nhạn Phú Yên nhé! Việt Nam Travelog hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành với quý vị và các bạn trong những hành trình tiếp theo.